Ở video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái công cụ ManyChat. Tiếp theo thì mình sẽ các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập một cái default reply này. Thì cái default reply này mặc định này nó sẽ tắt. Thì các bạn khi mà muốn, các bạn muốn sử dụng cái default reply này, thì cái công dụng của cái thằng default reply này thì nó sẽ gửi cho cái người mà cho khách hàng mà khi họ kết nối vào fanpage của mình, chat của fanpage của mình và họ chưa biết hỏi cái gì ấy, thì cái đầu default reply này nó sẽ gửi cho một cái tin nhắn cho cái người dùng cho người dùng họ tương tác qua cái Facebook Messenger đấy, là họ cần một cái thông điệp, nghĩa là họ cần hỗ trợ cái gì hoặc là họ đang cần thông tin gì về cái website của mình, một cái shop của mình. Thì các bạn lưu ý này, thì cái tin nhắn này này nó chỉ được gửi chỉ trong trong 24 giờ ấy, thì nó chỉ gửi có một lần thôi nhé. Đấy, tức là khi mà các bạn gửi xong rồi đấy thì nó sẽ không 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 gửi không không gửi tiếp tục nữa trong vòng 24 giờ đấy. À, trong 24 giờ. Thì bây giờ ví dụ đây mình sẽ thiết lập một cái tin nhắn mặc định khi mà có người họ tương tác vào trong cái Facebook Messenger ấy, fanpage, có fanpage thì nó sẽ gửi tin nhắn. Thì đây thì mình sẽ tạo một cái, thì các bạn này, chọn default reply này, edit Messenger. Ở đây thì các bạn có thể là các bạn tạo ra các cái thông điệp mà mình muốn gửi tới khách hàng. Ví dụ đây mình đang để cái thông điệp này, account fanpage cái từ đây. Thì khi mà kích vào cái chỗ talk to human này đấy, thì mình lại sẽ, nó sẽ ra sẽ, mình sẽ tạo ra các cái bước hành động tiếp theo, ví dụ là hỏi xem là họ có cần cái con phone code không. Ở đây là mình ví dụ mình đưa ra một cái trường hợp nhé, thì các bạn có thể là tùy biến đấy. Sau đấy là các bạn sẽ tạo các cái button, tạo button đấy, yes, no, phone number đấy. Đây, đây, đây nhé, thì mình sẽ tạo lại cho các bạn để các bạn dễ hình dung. Ok, đầu tiên là cái default reply này là khi một người dùng họ tương tác với fanpage thông qua Facebook Messenger ấy, thì nó sẽ họ chưa biết hỏi cái gì ấy, thì nó thằng bot này nó tự nó gửi cho khách hàng đây. Talk to human này. Đây. Cái thông điệp đây mình muốn gửi này. Today. Đây, mình sẽ cái button này. Đây. Button. Talk to mình thì mình sẽ gửi cho họ một cái thông điệp. Đây, ví dụ như là các bạn muốn gửi một thông điệp này. Messenger này. We have a set 10% Do you want me? Okay. Yes. Yes. Button. Mình đặt ra một cái bước nó là đầu này. Yes. Thì nếu mà họ kích vào giết đấy thì mình sẽ gửi cho họ. Rồi. Đây các bạn nhìn bên cạnh này, khi mà mình tạo ra các cái bước thì các bạn nhìn bên cạnh này nó sẽ ra. Mười, ví dụ đây mình có một cái mã code 10% đúng không, 10 kích cao code. Yes. Ok. No này. Nếu mà họ không không muốn cái mã code đấy thì mình sẽ gửi một, ví dụ mình sẽ gửi cho họ một cái thông điệp khác. Đây.
CG bạch thảo. Ok. Đấy, ví dụ hoặc là các bạn thêm một cái button nữa, ví dụ là mình sẽ gọi là khôn nào này. Rồi gọi ngay. Đó. Ok. Thì các bạn để ý này. Khi mà mình đây các cái bước của nó này, mình sẽ tạo ra cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên này nó sẽ gửi cho bạn một cái thông điệp đầu tiên gửi tới khách hàng này. Email này. Khi mà khách hàng họ kích talk to human này. À, thì nó sẽ ra cái bước tiếp theo. Cái bước hành động này. Đây mình sẽ đưa cho khách hàng ba cái lựa chọn. À, một code yes no hoặc là code nào yes. Đấy. Thì nhận được cái mã code này. Bây giờ mình sẽ review nhé. Review này. Đấy. Đây là cái khi mà khách hàng họ tương tác với bếp này, nó sẽ gửi tự động, nó sẽ gửi cái thằng bot này, cái thằng ManyChat này sẽ tự động nó gửi cái thông điệp này. Đây. Chưa? Yes. Đây chưa? Ok. Thì cái default reply này nó sử dụng rất là dễ đâu. Thì các bạn khi mà các bạn sử dụng mà các bạn mà đang gặp thắc mắc gì thì các bạn có thể là có cái video hướng dẫn này. Đấy, các bạn có thể xem. Tiếp theo. À, một cái lưu ý cho các bạn này. Ở đây nhá. Từ đây cái này thì nó có cái giao diện là cái giao diện tạo cái các cái bước này nó có giao diện đây. Đấy. Để sử dụng cái giao diện này mà các bạn test ấy, thì các bạn phải unlock cái, tức là các bạn phải đăng ký lên cái gói Pro thì các bạn mới sử dụng cái công cụ này được. Tức là mình kéo thả đây thì trông rất là chuyên nghiệp. Đấy, nó là kiểu là ra một cái map để các bạn kéo thả ra. Được chưa? Và bình thường thì mình sẽ sử dụng cái giao diện này thôi. Còn nếu mà theo cái kiểu là flow builder này. Đấy. Đấy, thì nó sẽ ra như này, được chưa? Đấy. Kéo thả. Đấy, nhưng mà cái này thì trên gói Pro các bạn unlock rồi thì mới dùng được nhá.